Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Radio Share với cái chủ đề là Zombie và Tinh Hoàng. Thì mục tiêu của bài này đó là cái thứ nhất, chúng ta nói đến cái vai trò các phương tiện cho nó nằm trong cái khảo sát vùng bìa và tinh hoàng. Thứ hai là chúng ta đánh giá được, mô tả được các cách khám siêu âm của vùng bìa và tinh hoàng và mô tả được kích thước tinh hoàng bình thường trên siêu âm. Mục tiêu thứ tư đó là mô tả được hình ảnh bìa và tinh hoàng bình thường, và sau đó là một số bệnh lý thường gặp và điển hình. Và hai mục tiêu cuối cùng là hai mục tiêu thuộc về phần thực hành, đó là thực hiện thuần thục bằng cách cơ bản khảo sát của tinh hoàng và nhận diện chính xác các cấu trúc giải phẫu của tinh hoàng và các cấu trúc xung quanh. Thì nội dung của chúng ta sẽ gồm có bốn phần, là thứ nhất chúng ta nói đến vai trò của các phương tiện cho nó hình ảnh, thứ hai là đánh giá về mặt kỹ thuật, và nội dung thứ ba là các hình ảnh bình thường, và cuối cùng là hình ảnh bệnh lý. Và chúng ta vào phần đầu tiên, đó là phần vai trò của các phương tiện cho nó hình ảnh, thì trong đó mình sẽ nói đến cái vai trò của siêu âm, siêu Doppler và các lớp vi tính và cộng hưởng từ. Thì đầu tiên đó là cái siêu âm. Siêu âm là phương tiện đầu tay trong cái khảo sát vùng bìa và tinh hoàng. Thì chúng ta biết là siêu âm thì thường trong khảo sát bìa tinh hoàng thì chúng ta sử dụng cái đầu dò tần số cao, và chúng ta khảo sát rất là chi tiết các cái thông tin của bìa và tinh hoàng và hỗ trợ cho lâm sàng rất là tốt. Các cái thông tin của trên siêu âm thì có thể giúp ích cho chẩn đoán các bệnh lý bìa và tinh hoàng rất nhiều. Và sự kết hợp của siêu âm Doppler thì chúng ta biết đối với bìa và tinh hoàng thì cái siêu âm Doppler thì có cái giá trị trong cái chẩn đoán cũng rất là nhiều bệnh lý. Thì như vậy đối với cái phần của bìa và tinh hoàng đó thì siêu âm vẫn là phương tiện đầu tay và có giá trị chẩn đoán cao. Còn các cái phương tiện như là các lớp vi tính và cộng hưởng từ thì thường được sử dụng để cái chẩn đoán giai đoạn của khối u tinh hoàng mà thôi. Như vậy thì đây là các phương tiện nó đắt tiền, nhưng mà thường thì cũng chủ yếu là trong cái đánh giá giai đoạn của khối u tinh hoàng. Nếu các bạn có thể xem là cái chỉ định, một số cái chỉ định mà hiện tại chúng ta đang sử dụng cái siêu âm của tinh hoàng đó, trong cái vùng bìa đó, như vậy thì chúng ta sẽ có là trong cái đánh giá cái đặc điểm của các khối vùng bìa, rồi đánh giá cái vùng đa vùng bìa cấp, đánh giá chấn thương bìa, đánh giá các cái giãn tĩnh mạch thần kinh trong cái trường hợp mà bị vô sinh, đánh giá thiếu máu của tinh hoàng trên Doppler, rồi theo dõi bệnh nhân mà đã có cái u có trước, cái u của tinh hoàng hoặc là lymphoma hoặc là bệnh của u ung thư máu. Như vậy chúng ta biết là cái phần của tinh hoàng đó, cái phần tinh hoàng thì đôi khi nó có thể gặp, ngoài cái chuyện là ung thư từ của tinh hoàng rồi thì nó còn có thể là từ cái lymphoma tinh hoàng cũng thường gặp, và cái từ di căn từ ung thư máu thì cũng có ha. Rồi chúng ta có thể là tìm cái u nguyên phát ở những bệnh nhân mà có biết là cái có di căn rồi ha, thì chúng ta có thể khảo sát tinh hoàng để chúng ta kiểm tra coi đây có phải là nguyên phát từ đây hay không. Và cái vai trò của siêu âm đó là định vị cái xác định vị trí của cái tinh hoàng ẩn. Như vậy thì chúng ta thấy là hiện tại thì chúng ta gần phần khảo sát tinh hoàng cũng gần như là khảo sát vùng bìa thì nó cũng đánh giá cũng gần hết tất cả các bệnh lý rồi. Chúng ta vào phần thứ hai, đó là phần kỹ thuật. Thì cái thời khảo sát thì đối với cái đầu dò thì thường chúng ta sử dụng đầu dò tần số cao 7.5 đến 10 MHz. Tuy nhiên trong một số tình huống đó, chúng ta ví dụ như những cái bìa to thì chúng ta có thể sử dụng đầu dò tần số thấp thì chúng ta mới cắt hết được cái vùng bìa đó. Một số trường hợp mà cái bìa sưng to thì đôi khi chúng ta phải sử dụng đầu dò tần số thấp, thì cái đó chúng ta sẽ tùy trong từng tình huống chúng ta sẽ lựa chọn. Tư thế bệnh nhân thì thường nằm ngửa gấp nhẹ hai đùi, lót khăn thì giữa cái phía sau của cái bìu, và chúng ta sẽ nắm cái dương vật kéo lên trên. Một số thì có thể khảo sát tư thế đứng ha. Thì các mặt cắt ngang, mắt mặt cắt thì gồm có mặt cắt ngang dọc của tinh hoàng, màu tinh, thần tinh, dùng động tác quét ha. Chúng ta sẽ sử dụng cái động tác cắt ngang thì từ trên chúng ta quét di chuyển tịnh tiến đầu dò xuống dưới của tinh hoàng, và nếu mà chúng ta cắt dọc thì chúng ta cũng cắt dọc, chúng ta từ bên phải đưa qua bên trái, từ trong đưa ra ngoài vân vân. Thì như vậy thì chúng ta làm sao chúng ta khảo sát hết toàn bộ cái phần của tinh hoàng và màu tinh và thần tinh.
Và đặc biệt là chúng ta nhớ là có sự so sánh của các cấu trúc ở bên đối diện. Thường cái sự so sánh này dễ dàng nhất là chúng ta chia hai màn hình để chúng ta đánh giá ha. Như vậy chúng ta cái phần so sánh này chúng ta rất là quan trọng trong cái khảo sát của Tinh Hoàng. Đây chúng ta thấy cái tư thế bệnh nhân ở đây thì cái hình này nó đây chúng ta lót một cái khăn ở dưới cái vùng bìu của bệnh nhân và thường là sẽ cho bệnh nhân giữ cái dương vật đưa cái dương vật lên vị trí của cái phía trên của cái phần bụng đó và bệnh nhân giữ ha và rồi chúng ta sẽ thực hiện siêu âm và chúng ta nhớ là đối với cái này thì chúng ta sẽ đem đeo bao tai vào và thường là để siêu âm cái dương vật này siêu âm cái vùng bìu này đó, thì chúng ta phải dùng tay để một tay cố định vị trí của cái tinh hoàn và một tay còn lại chúng ta siêu âm ha. Còn nếu chúng ta như vậy thì trong một số tình huống thì chúng ta phải cố định ha, bởi vì cái vị trí của cái phần của tinh hoàn này nó cũng khá là di động trong người quá ha. Như vậy thì cái này cũng có thể là chúng ta phải cố định cái tinh hoàn để chúng ta cố định bìu và tinh hoàn để chúng ta khảo sát cho nó chính xác. Rồi một số cái mà y văn đó thì đó là chúng ta khi chúng ta làm siêu âm vùng bìu tinh hoàn thì cái phòng không được quá lạnh. Chúng ta biết khi mà lạnh quá thì đôi khi tinh hoàn nó có thể nó cái bìu nó sẽ co rút lại và tinh hoàn nó giống như nó trốn đi ha. Do đó thì chúng ta nhớ là cái phòng thì nó cũng ẩm ẩm chứ không nên quá lạnh ha. Rồi phần tiếp theo chúng ta sẽ nói tới cái giải phẫu siêu âm. Thì các bạn nhìn cái hình. Cái cấu trúc này là gì thì rất là dễ nhận diện thôi, mình bây giờ nếu mình không học gì hết thì mình cũng nhìn biết cái cấu trúc to nhất đó chính là tròn nhất mà hình trứng này to nhất đó chính là của tinh hoàn rồi ha. Và các mà chúng ta sẽ phải nhận diện các cấu trúc vòng vòng ở đây là bằng cắt dọc ha, đó đây kém kém nó là cái gì, hoàn kém nó là gì ha, và cái tròn tròn là gì đó, một số cấu trúc này mà chúng ta sẽ đánh giá. Thì để nắm cái phần của giải phẫu của cái siêu âm của tinh hoàn đó thì vùng bìu và tinh hoàn thì đầu tiên chúng ta từ ngoài vào trong nè, thì ở đây chúng ta có bìu ha, thì chúng ta nhớ là hỏi bệnh nhân có mấy bìu thì chúng ta nhớ là ở nam thì có một bìu thôi ha, chứ không có hai bìu nha. Thường mà trên siêu âm mình hay ghi là bìu phải bìu trái chứ thực ra thì cái từ ngữ nó không có đúng ha. Đúng đúng ra là bệnh nhân chỉ có một bìu thôi, chúng ta chia làm hai nửa và nửa phải và nửa trái, thì chúng ta có cái này là nửa bên trái đây ha. Thì ở đây chúng ta có cái giữa chúng ta có cái vách ngăn, người ta gọi là vách ngăn bìu ha. Như vậy mà tinh ở vùng bìu thì nam giới có một bìu ha và chia làm hai nửa, nửa phải và nửa trái, thì nửa bìu phải và nửa bìu trái thì cái thành phần nó giống nhau ha. Rồi các cái lớp da, cái lớp bìu nên đây là lớp da bìu, cái phần của cái vùng bìu đó nó sẽ chia làm rất là nhiều lớp ha. Chúng ta sẽ có tổng cộng là có 6 lớp nè ha. Lớp da, lớp mặt nông, mặt tinh ngoài, lớp cơ bìu ha. Đây lớp cơ bìu đây. Rồi chúng ta sẽ có lớp mặt tinh trong và lớp bao tinh hoàn. Thì ở đây các anh chị nhớ cái phần mà quan trọng ở đây là lưu ý cái phần lớp bao tinh hoàn, lớp là bao tinh hoàn hay gọi là lá tinh mạc đó, hay gọi là tinh mạc nè. Thì cái tinh mạc này nó gồm có hai lá, là cái này là gọi là lá lá thành nè, bởi vì nó bám mà lót mặt trong của cái vùng bìu, và phía ngoài là phía trong này là gọi là lá tạng, bởi vì nó ôm lấy cái phần của tinh hoàn ha, nó ôm lấy tinh hoàn. Như vậy chúng ta có lá thành nè, đây là lá thành, đây là lá tạng ha. Rồi, lá thành và lá tạng, vì lá thành và lá tạng thường nó sẽ để là một cái khoang ảo, và thông thường thì cái khoang này ở đối với bìu thì nó cũng có thể có ít dịch, nhưng cái này cũng rất là bình thường thôi ha. Ít dịch mà thuần trạng thì cái này cũng bình thường ha, có ít dịch. Rồi, trên siêu âm đôi khi chúng ta có thể thấy cái này. Và đặc điểm lưu ý là của cái lá thành và lá tạng này thì bạn thấy là phần thấy là chúng ta thấy là cái lá tạng của tinh hoàn nó không có ôm hết cái phần của tinh hoàn, mà thường nó chỉ ôm mặt trước thôi, mặt sau thì nó chừa lại. Và còn nguyên cái phần này thì như vậy chúng ta thấy là cái sự di động của tinh hoàn đó đối với cái vùng bìu đó, như vậy nó chỉ di động thường ở nhiều mặt ở cái phần trước thôi, như vậy thì nó cũng sẽ khá cố định ở phía mặt sau ha. Vậy nó thường nó sẽ dính và cố định ở mặt sau, còn mặt trước thì nó có thể trượt lên ha, lá thành và lá tạng có thể trượt lên nhau, còn mặt sau thì do nó không có lá thành và lá tạng thành ra là nó sẽ dính vào mặt sau ha. Đó là cái đặc tính của cái phần lá lá tinh cái phần tinh mạc. Rồi, chúng ta nhìn cái cấu trúc của cái tinh hoàn cơ bản mà cắt ngang thì mình sẽ thấy bên trong của nó có cái phần có một cái lớp bao, đây là bao sơ của tinh hoàn, hay còn gọi đây là lớp bao trắng ha. Tài liệu gọi là lớp bao trắng của tinh hoàn, đây là bao sơ hoặc là bao trắng của tinh hoàn. Và trong đó trong đây thì trong cái tinh hoàn nó chia làm
rất là nhiều cái tiểu thùy mà được ngăn cách bởi các cái vách ngăn. Vách ngăn này cũng là được hình thành từ cái phần của các cái lớp bao trắng này, nó đi vào sâu vô cái vùng tập trung của trung tâm này, người ta gọi là trung thất. Trung thất của tinh hoàn thì trung thất của tinh hoàn là nơi tập trung các cái cấu trúc, người ta gọi là lưới tinh. Trung thất tinh hoàn là nơi tập trung cấu trúc gọi là lưới tinh. Chúng ta nhìn sơ như vậy thôi. Rồi như vậy trên siêu âm á, trên siêu âm thì chúng ta sẽ, đối với đây là cái phần của vùng da bìu đó. Vùng da bìu thì thường mình sẽ, mình trên siêu âm mình nói cái trên mô học thì mình nói nhiều lớp như vậy, nhưng mà trên siêu âm thì mình sẽ không phân biệt được. Trên siêu âm thì mình chỉ thấy một cái phần ngoại âm dày dày này thôi. Rồi nguyên cái phần này thì người ta gọi là lớp da bìu ha. Nguyên phần này thì lớp da bìu. Nó nguyên phần này luôn thì gọi lớp da bìu, mình không có phân tách được ha. Rồi, ra rồi. Và đôi khi thì mình sẽ thấy được cái lá thành và lá tạng ha. Khi mà có ít dịch thì mình sẽ thấy tách hai cái phần này ra, thì mình sẽ thấy cái phần một cái đường hồi âm dày mảnh bên trong, lót mặt trong thì đó chính là lá lá thành của cái tinh mạc, và cái phần hồi âm dày mình nằm sát cái phía ngoài của cái tinh hoàn. Trong trường hợp mà nếu có dính dịch đó, thì đó là lá lá tạng của cái lá tinh mạc ha. Rồi. Rồi chúng ta coi trên cái đây, chúng ta coi trên mặt cắt ngang đây là cũng giống giống như cái hình này nè, thì mình sẽ có nè, đây là cái ngang lớn nhất đó. À, cái ngang lớn nhất đây là cái tinh hoàn ha. Còn cái ngang nhỏ nhỏ đây á, chính là cái màu tinh ha. Màu tinh hồi chúng ta sẽ học nó sẽ ôm lấy cái phần của đây ha, ôm lấy cái phần của cái phía của tinh hoàn ha, ôm lấy trọn từ cực trên đến cực dưới của tinh hoàn. Và ở cái phía nhỏ nhỏ đây chính là cái máu phụ của tinh hoàn ha. Hồi mình sẽ học cái phần này. Rồi cái hình này thì cho chúng ta, nãy mình đã nói rồi đó, cho chúng ta thấy là cái phần của lá thành và lá tạng nó chỉ là, nó chỉ phủ ha, đặc biệt lá tạng nó chỉ phủ cái mặt mặt trước của tinh hoàn mà thôi ha, nó không có phủ hết. Như vậy thì phần sau nó sẽ là cố định, vậy nó sẽ dính ở mặt sau, thường là cái phần tinh hoàn màu tinh nó sẽ dính ở mặt sau ha. Và như vậy một cái đặc điểm là các bạn thấy khi mà có cái ít dịch ha, thứ nhất là khi mà có ít dịch ở trong đây nè, thì thường nếu mà có dịch, tràn dịch tinh mạc á, thì các bạn có thể phân biệt ngay là tràn dịch tinh mạc là thường là nó sẽ đẩy tinh hoàn ra phía sau ha. Và tràn dịch tinh mạc thường sẽ nằm phía trước và đẩy tinh hoàn ra phía sau, thì đó là đặc điểm thứ nhất. Thứ hai cũng do phần giải phẫu này thì tinh hoàn nó, do nó dính ở mặt sau, thành ra tinh tinh hoàn thì do cái bìu là nó co lên, thành ra nó mình nói nó di động thôi, chứ thực ra thì cái tinh hoàn thì nó cũng khá cố định ha. Tinh hoàn khá cố định khi nó nằm trong bìu, bởi vì nó dính ở mặt sau ha, khá cố định. Mà trong cái trường hợp nó bất thường cái phần bao phủ của cái lá, của cái phần lá tinh mạc này, thì nó có thể làm cho tinh hoàn nó dễ di động hơn, thì cái đó chúng ta sẽ nói lại trong cái vấn đề sống của tinh hoàn. Rồi, trên cái hình này thì mình sẽ có những cái thông tin nào. Thứ nhất là chúng ta thấy đây là tinh hoàn nè ha, và ở trên đây mình thấy có một cái máu nhỏ nhỏ ra, đây là máu phụ của tinh hoàn. Thì máu phụ của tinh hoàn đó là di tích của ống Müller, di tích ống Müller hay gọi là di tích của ống cận trung thận ha, cận trung thận. Còn ở trên cái da của màu tinh, đây là màu tinh, thì mình cũng thấy có một cái máu mẫu thì thường đây là máu phụ màu tinh, đó là di tích của ống Wolff hay là ống trung thận. Vậy chúng ta sẽ có đây là di tích của ống cận trung thận là ống Müller, còn hay đây là di tích của cái ống trung thận hay đó. Như vậy hai cái này gọi là máu phụ ha, máu phụ tinh hoàn, dấu phụ màu tinh. Thì thực ra cái máu phụ tinh hoàn, dấu phụ màu tinh đó, thì trên siêu âm đôi khi mình cũng thấy ha, đấy, trên siêu âm đôi khi cũng thấy. Và các bạn thấy nè, đây đây là máu phụ của tinh hoàn, nó nhô nhô ra, thì các bạn đừng có chẩn đoán nhầm với một cái polyp hay là chẩn đoán với một cái khối u gì của tinh hoàn ha. Thì đây là cái phần bình thường ha. Vậy là điểm đó là chúng ta lưu ý là chúng ta đây là cái hình bình thường thôi, trên siêu âm đôi khi có thể thấy. Rồi trên cái hình này thì chúng ta còn còn xem cái gì nữa, đó là chúng ta coi cái phần của cái mạch máu ha, mạch máu cấu trúc của thần kinh. Ở đây là nguyên của thần kinh nè, thì thần kinh các bạn thấy bên ngoài nó được bao phủ bởi cái, đây là cái phần của cơ bìu nè ha. Thì phần cơ bìu nó phủ một phần ở trên cái phần thần kinh luôn. Thì trong thần kinh nó sẽ có thứ nhất là cái ống dẫn tinh ha. Thì tinh hoàn nó sẽ chức năng là sinh ra tinh trùng, sau đó nó đi vào trong cái phần của màu tinh, màu tinh sau đó nó đi về phía ống dẫn tinh và nó đi về phía cái tiền liệt tuyến và túi tinh. Thì đó chúng ta nhớ cái phần của trong cái khảo sát của siêu âm, xem qua cái tiền liệt tuyến đó. Như vậy thì
chúng ta sẽ có một cái liên quan của cái phần của cái ống dẫn tinh ha, đến đổ vào trong cái tiền liệt tuyến. Rồi cái này là ống dẫn tinh. Tiếp theo là chúng ta thấy xung quanh đây là cái bó mạch của thần kinh. Thì bó mạch của thần kinh thì nó gồm có cái ba cái động mạch ha. Thì ba cái động mạch của mình đó là cái động mạch chính là động mạch của tinh hoàn nè. Chúng ta có động mạch là động mạch của tinh hoàn ha. Thứ hai là cái động mạch của thần kinh. Thần kinh nó có một cái động mạch riêng là động mạch của thần kinh. Và thứ ba đó là động mạch cho cơ bìu, động mạch cho nuôi cho cơ bìu. Vậy mình có ba cái động mạch, động mạch tinh hoàn, động mạch thần kinh và động mạch của cơ bìu. Và thứ hai, một cái nhóm thứ hai đó là cái phần của cái hệ thống mạch máu, hệ thống tĩnh mạch. Thì hệ thống tĩnh mạch này người ta gọi là đám rối tĩnh mạch thành dây leo. Bạn sẽ thấy này, đám rối tĩnh mạch thành dây leo. Thì đám rối tĩnh mạch thành dây leo là cái nhiệm vụ dẫn lưu máu của dẫn lưu máu đi sau khi mà trao đổi chất ở vị trí của phần của cái tinh hoàn rồi đó, thì nó dẫn lưu về phía đám rối tĩnh mạch thành dây leo và đổ về cái tĩnh mạch hệ thống. Thì nó sẽ cái sự dẫn lưu của đám rối tĩnh mạch thành dây leo thì nó sẽ khác nhau giữa bên phải và bên trái ha. Rồi. Và một trong những cái chức năng của cái đám rối tĩnh mạch thành dây leo này là cũng là làm giảm cái nhiệt độ ha, làm giảm nhiệt độ của tinh hoàn. Như vậy khi mà giải tĩnh mạch thần kinh đó thì nó sẽ làm cho cái nhiệt độ tinh hoàn nó tăng lên, bởi vì nó bị ứ trệ cái mạch máu trong đây, thành ra nhiệt độ tinh hoàn tăng lên thì nó cũng có thể gây vô sinh ha. Rồi chúng ta xem cái dẫn lưu của cái đám rối tĩnh mạch thành dây leo. Thì chúng ta thấy là đám rối tĩnh mạch thành dây leo dẫn lưu bên trái đó, tinh hoàn bên trái thì nó sẽ đổ về cái tĩnh mạch thận trái ha. Còn bên phải thì nó sẽ đổ về cái tĩnh mạch chủ dưới. Thì đây là các bạn thấy là cái đây là cấu trúc giải phẫu đặc biệt, thành ra chúng ta thấy là do tĩnh mạch chủ dưới này nó rất là lớn nè, và cấu trúc đổ này là nó tương đối là thuận chiều. Bạn thấy ha, đi này đổ đây và nó thuận chiều xuôi dòng luôn đi về phía tĩnh mạch chủ dưới, thành ra bên phải á, thường là cái giải tĩnh mạch thần kinh ít hơn, ít gặp hơn so với bên trái. Bởi vì bên trái nó đổ vào một cái, thứ nhất là cái chỗ này nó nhỏ ha, cái tĩnh mạch thận trái thường nó nhỏ. Cái thứ hai là cái vị trí đổ này là đổ vuông góc ha, đổ thẳng góc như vậy thì lúc này nó dễ bị dàn, cái đường đi của nó không có thuận chiều lắm ha, thành ra do nó dễ bị ứ trệ. Một cái đặc điểm giải phẫu khác nữa là chúng ta nhớ có động mạch mạc treo đằng trên nó sẽ đi phía trước của cái tĩnh mạch thận trái này ha. Thành ra đôi khi một số trường hợp nó sẽ gây ra cái kẹp ha, nó sẽ kẹp, nó sẽ làm cho cái kẹp cái vị trí của tĩnh mạch thận trái lại, làm cho cái chuyện mà nó ứ ứ trệ từ bên đây nè đi quay về đây nó ứ ứ lại. Thì khi mà có giãn tĩnh mạch thận trái thì nó sẽ lập tức nó giãn đi theo ngược chiều xuống đây, nó giãn luôn cả tĩnh mạch thần kinh bên trái. Thành ra do đó thì cái đám rối tĩnh mạch thành dây leo này khi chúng ta thấy có giãn tĩnh mạch thần kinh bên trái đó thì chúng ta sẽ phải tìm coi các nguyên nhân, đôi khi nó có thể bắt nguồn từ các nguyên nhân như là khối u ở đây nha, có u ở đâu đó ví dụ như là huyết khối tĩnh mạch thận trái, huyết khối mạch thận trái thì gây ở đây nhưng mà nó ứ trệ về vị trí này, hoặc là những cái u nào đâu đó nó làm gây tắc nghẽn cái đường đi trên này ha. Thành ra khi chúng ta thấy một cái giải tĩnh mạch thần kinh bên trái thì chúng ta đặc biệt chúng ta phải phải theo dõi cái này ha, và tương tự bên đây cũng vậy, nhưng mà bên đây thì sẽ ít giãn hơn so với bên bên phải, ít giãn hơn so với bên trái. Đây chúng ta xem một cái hình CT ha. Rồi đây là giải tĩnh mạch thần kinh bên bên phải đây, đổ tĩnh mạch đổ vào chỗ dưới, và tĩnh mạch thần kinh bên trái thì nó đổ vào cái tĩnh mạch thận trái. Thì đối với cái hệ thống động mạch đó thì khi mà cái động mạch của tinh hoàn á, khi vào trong cái phần tinh hoàn thì nó sẽ chia ra làm nó chia làm một số cái nhánh động mạch, nhất là động mạch mà bao quanh cái tinh hoàn thì gọi là cái động mạch vỏ ha. Và sau đó động mạch vỏ nó sẽ chia làm cái nhánh nhỏ nhỏ đi vào bên trong thì gọi là động mạch trong tinh hoàn ha. Khoảng 50% trường hợp thì nó sẽ có cái động mạch xuyên trung thất tinh hoàn ha, 50% của cái người nam đó thì nó sẽ có cái động mạch xuyên trung thất. Thì trên siêu âm mình sẽ thấy là có cái hình hồi âm hơi kém kém ha, đi xuyên qua vị trí của tinh hoàn, và nếu mà có bỏ Doppler và mình thấy có đây là cái động mạch, mình đây là một cái mạch máu dạng động mạch này ha, thì cái động mạch này thì là cũng là một cái động mạch bình thường ha, là tính mạch máu bình thường. Đây có động mạch bên trong của tinh hoàn ha, động mạch vỏ là cái động mạch bên trong của tinh hoàn. Và cái phổ Doppler thì đối với động mạch mà ngoài tinh hoàn đó, chúng ta có động mạch tinh hoàn nằm phía ngoài này nè, thì các động mạch đó là có trở kháng cao. Còn đối với động mạch bên trong tinh hoàn, ví dụ bao gồm động mạch bao gồm có động mạch vỏ bao nè ha, động mạch bên trong tinh hoàn và động mạch xuyên đó, động mạch xuyên trung thất đó, thì các cái động mạch này thường là có cái trở kháng thấp và có cái dòng chảy cuối tâm trương ha. Có dòng chảy cái chương này, đây là hình đặc trưng của cái phổ Doppler ở hai vị trí khác nhau.
Rồi chúng ta thấy đây là tinh hoàn ha, tinh hoàn thì cái hình như là cái trứng ha, và cái màu tinh thì có hình chữ C, màu tinh thì có hình chữ C và nó ôm lấy cái phần của cái tinh hoàn ha, nó ôm lấy mặt sau của tinh hoàn, nó ôm lấy mặt sau tinh hoàn và thường mình sẽ thấy cái màu tinh nó sẽ chia làm ba phần ha, đầu thân nè và đuôi nè, trong đó đầu mà đầu màu tinh là kích thước lớn nhất ha, đầu màu tinh kích thước lớn nhất. Và trên siêu âm á, khi các bạn có mặt cắt dọc á, đây có mặt cắt dọc thì mình thấy cái độ hồi âm của màu tinh nè, đây là màu tinh, hồi âm nó sẽ kém hơn so với hồi âm của tinh hoàn ha, hồi âm tinh hoàn thì hồi âm dày đồng nhất, còn hồi âm của màu tinh thì sẽ kém hơn và nó ôm lấy cái nguyên cái phần của tinh hoàn đây ha. Đây là máu phụ của tinh hoàn. Chúng ta xem lại hai cái hình ha, đây là tinh hoàn nè, đây là màu tinh nè, trên mặt cắt dọc và ngang ha, rồi và đây là máu phụ tinh hoàn nè. Và chúng ta xét tới cái cấu trúc bên trong thì nãy mình đã có nhắc rồi, đó là cái phần của tinh hoàn đó, tinh hoàn thì đây là các cái tiểu thùy ha, đây là các cái tiểu thùy tinh hoàn, phía ngoài là lớp bao trắng ha, nó chia ra các vách ngăn ha thì tạo thành các tiểu thùy, và phía này là gọi là trung thất tinh hoàn thì nó có lứa tinh ở vị trí này. Đây là các ống bài xuất và sau khi cái phần tinh trùng được đào tạo trong tinh hoàn thì nó đi về phía cái phần của màu tinh ha, và đi vào trong đây và nó đi về ống dẫn tinh. Đây chúng ta nhớ là đây đầu nè, thân nè và đuôi ha, và đây chính là ống dẫn tinh. Trên siêu âm đó, trên siêu âm thì mình sẽ thấy cái phần trung thất tinh hoàn. Đây trung thất tinh hoàn nè, trên siêu âm mình sẽ thấy trung thất tinh hoàn là một đường hồi âm dày ha, đường hồi âm dày và đi thường đi cái mặt phẳng là chúng ta mặt phẳng đứng dọc đó, cho chúng ta cắt mặt phẳng đứng dọc đó, thì mình sẽ thấy cái đường hồi âm dày này ha, thì đây mà một cấu trúc bình thường ha, rồi đây là cái trung thất của tinh hoàn. Vừa nãy chúng ta thấy là trong trong cái tinh hoàn này chúng ta có, thí dụ chúng ta thấy một cái đường hồi âm dày như vậy thì đây là trung thất tinh hoàn, còn nếu thấy đường hồi âm kém thì coi chừng đó là động mạch. Chúng ta có động mạch giang, động mạch xuyên trung thất tinh hoàn ha. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ có thể có hai cấu trúc như vậy. Rồi đây là thành phần các cái ống, đây là cái phần của lứa tinh nằm phía trung thất tinh hoàn ha. Thì với đặc tính giải phẫu này thì mình thấy có một cái trường hợp đó là giãn cái phần lứa tinh này bị giãn ra, trên hình ảnh siêu âm mình có thể thấy được. Thì thường lứa tinh giãn ra thì chính là do tắc nghẽn ở phía vùng ngoài này ha, là có thể tắc một cái nang màu tinh hay là vị trí gì đó do viêm nhiễm gì đó tắc nghẽn ở phía vùng ngoài này của phần màu tinh này nè, sẽ có thể gây ra giãn lứa tinh ha. Do cái đường đi của mình là từ trong rồi đi ra ngoài ha, do tắc nghẽn ngoài này thì có thể gây giãn bên trong. Rồi cái này là gì? Rồi đây là máu phụ tinh hoàn ha các bạn ha. Đây là gì? Đây là trung thất tinh hoàn ha. Rồi cái hình này thì cho chúng ta thấy cái sự liên quan giữa cái màu tinh và phần tinh hoàn màu tinh và cái phần tiền liệt tuyến, thì chúng ta thấy này nè, đây là tinh hoàn nè, đây là màu tinh ha, đây là ống dẫn tinh nè, đi qua vị trí ống bẹn và sau đó nó đi vòng ra phía sau của bàng quang nè ha, thì dòng phía sau bàng quang ở vị trí đây là chính là cái túi tinh. Thì túi tinh và cái vị trí của cái mà ống dẫn tinh đó thì hai này hợp lại với nhau thì tạo ra ống phóng tinh và cắm vào cái tiền liệt tuyến. Thì do đó với cái vị trí giải phẫu này đó thì các bạn sẽ thấy là một cái viêm nhiễm ở tiền liệt tuyến thì nó có thể gây nhiễm trùng ngược dòng ha, đặt những cái viêm nhiễm ở đường sinh dục nè, ví dụ hệ niệu và sinh dục thì có thể gây một cái nhiễm trùng ngược dòng từ tiền liệt tuyến này, nó sẽ đi ngược lên cái ống dẫn tinh này ha, ống dẫn tinh đi ngược lên, và các bạn sẽ thấy nó vào cái gì đây, đây nó vào cái vị trí của đây là ống dẫn tinh nè, nó đi ngược dòng lên thì các bạn thấy là nó sẽ ảnh hưởng lên vị trí của màu tinh, nhưng mà các bạn thấy ảnh hưởng là cái gì trước, nó là ảnh hưởng vùng đuôi trước, bạn sẽ thấy ha, đây nó đi đây ống dẫn tinh và sau đó đi vào đuôi của màu tinh rồi tới thân màu tinh rồi tới đầu màu tinh. Như vậy chúng ta sẽ thấy là thường cái viêm màu tinh thì nó ảnh hưởng lên vùng đuôi là đầu tiên ha, thì đó là do cái đặc tính giải phẫu ha. Rồi và khi mà vào màu tinh rồi mà nếu mà vẫn chưa điều trị ổn nữa thì nó có thể xâm nhập vào các cái vị trí này ha, và nó sẽ đi vào tinh hoàn luôn. Như vậy cái giữa một cái viêm của tiền liệt tuyến nè và viêm màu tinh
Rồi viêm tinh hoàn thì nó thường nó cũng sẽ có những cái liên quan với nhau ha. Nó theo trình tự là chúng ta sẽ có viêm màu tinh này, xin lỗi, viêm cái tiền liệt tuyến trước nè, sau đó điều trị không ổn lâu gì đó thì nó sẽ đi đây và tới là viêm màu tinh nè, rồi sau đó điều trị không ổn nữa thì tới viêm tinh hoàn nè đó. Như vậy thì đó là một cái quy trình mà chúng ta cũng hiểu là về mặt cơ giải phẫu học thì nó sẽ như thế ha. Rồi chúng ta xem một cái video để coi cái quy trình khảo sát ha, cái cấu trúc giải phẫu của tinh hoàn đó. Thì đây chúng ta có là đây hai tinh hoàn hai bên, đây bên phải nè thì bên trái, và chính giữa nó là cái phần của vách ngăn bìu ha. Đây là vách ngăn bìu ha, và chúng ta thấy là lớp da bìu này ha. Rồi đây là tinh hoàn cắt dọc. Đây tinh hoàn cắt dọc. Đây tinh hoàn cắt ngang ha. Đây ngang, chúng ta ngang thì chúng ta kéo từ cực trên đi xuống đến cực dưới. Rồi ở phía trên này mình thấy cấu trúc hàm kém kém, đây chính là cái màu tinh nè. Ha, màu tinh cắt ngang này tròn tròn mình sáng ở đây thôi, chúng ta có thể cắt dọc ra ha. Đây cắt dọc của màu tinh, dọc này nó dài ra. Rồi. Chúng ta có thể phổ Doppler vào trong cái vị trí của cái thần tinh ha, để mình coi cái giãn mạch thần tinh. Từ thường chúng ta nhìn chúng ta, đây chúng ta coi ha. Rồi, và chúng ta có thể phổ Doppler vào trong các vị trí nghi ngờ để chúng ta xem có tăng thứ máu hay là giảm thứ máu gì không. Đây là phần trung thất của tinh hoàn. Đây là trung thất của tinh hoàn, cắt dọc ha. Mình thấy nè, một cái cấu trúc hồi âm như vậy đây ha. Đó là phần trung thất của tinh hoàn. Rồi chúng ta tiếp theo là tới phần các cái hình bình thường và cái mô tả như thế nào ha, kích thước như thế nào bình thường, thì hình ảnh bình thường chúng ta xem lại ha. Rồi. Thì xin nhắc lại là cái hình ảnh bình thường thì chúng ta có cái tinh hoàn, thì cái độ hồi âm của tinh hoàn thì thông thường là nó hồi âm dày và khá đồng nhất. Chúng ta có cái hồi hồi âm của cái màu tinh thì hồi âm kém ha, kém hơn so với tinh hoàn ha, kém hơn so với tinh hoàn, và trên siêu âm thì thường cái độ dày nó nhỏ thôi ha, và có thể có ít dịch của tinh hoàn ha, có thể có dịch của tinh mạc ha, có thể có dịch tinh mạc bao xung quanh cái tinh hoàn này. Thì trong mô tả siêu âm thì thường người ta sẽ đánh giá thứ nhất là cái da bìu ha, bao nhiêu mm mình đo và hồi âm đồng nhất. Tinh hoàn thì chúng ta mô tả kích thước chủ mô đồng nhất và đều ha, màu tinh rồi, và tĩnh mạch thần tinh thì không có giãn ha. Rồi chúng ta mô tả hai bên giống nhau, và chúng ta ghi nhận là không có tràn dịch tinh mạc hai bên hoặc là ít dịch tinh mạc hai bên gì đó, thì cái đó tùy chúng ta thôi ha. Thì cái đó nó thường ít dịch tinh mạc thì bạn có thể ghi nhận hoặc là không cũng được ha, cái này thì nó cũng không quan trọng, ít dịch tinh mạc thì không quan trọng lắm. Rồi tiếp theo là cái phần kích thước, thì thông thường cái bề dày da bìu và các lớp thì từ 2 đến 8 mm, maximum là 8 mm thôi ha. Còn khi mà trường hợp mà nó dày nhiều, ví dụ trên 8 mà thường là khoảng chừng 10 mm trở lên đó, thì đó chúng ta sẽ ghi nhận là trường hợp dày da bìu thì nó có thể là do viêm nhiễm hoặc là do ác tính vân vân. Thứ hai là cái tinh hoàn, thì cái kích thước của tinh hoàn ha, dài ngang dày và thể tích thì khoảng 20 đến 30 ml. Màu tinh thì cái quan trọng nhất đó là cái chiều dày. À, đây là chiều dày của đầu thì từ 5 tới 12 mm, thân là từ 5 đến 2 đến 4 mm và đuôi 5 mm. Chúng ta thấy là chúng ta lấy cơ bản là phần đầu maximum là khoảng chừng 10 đến 12 ha. Đó, như vậy thì chúng ta có cái phần đầu có đó ha. Thì nếu mà nói cái đường kính nó lớn hơn cái bề dày nó lớn hơn cái phần này thì coi như là cái đó là tăng tăng cái kích thước, thường nó sẽ phù nề lên, nó sưng lên đó, và nó thường nó sẽ giảm hồi âm và nó kèm theo cái tăng thứ máu nữa, thì chúng ta sẽ chẩn đoán viêm được ha. Phần nội dung video đến đây là hết. Các bạn có thể đăng ký và để lại bình luận bên dưới. Xin chào tất cả các bạn.